trong ngày hôm qua, ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc các Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm triển khai gói tín dụng 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 5, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch 4979 thực hiện quyết định của Thủ tướng về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần phải khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, nhóm được bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên, đến nay, các huyện, thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành, dẫn đến người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng vẫn chưa thể nhận được hỗ trợ để góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.